Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ nhà mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang Hotline 0395888345. Thì như trên màn hình các bạn thấy thì đây là một dòng camera ngụy trang cục áo, camera S600. Thì bây giờ với những cái nhu cầu mà sử dụng đến những cái dòng camera dấu kín hoặc những cái dòng camera ngụy trang ngày càng nhiều để giám sát cũng là quay lại bằng chứng theo dõi mọi đó, thì các bạn có thể theo dõi và đăng ký kênh của mình để có thể cập nhật thêm nhiều mẫu camera ngụy trang siêu kín bên mình. Bên mình thì đang có rất là nhiều mẫu camera ngụy trang khác nhau để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của các bạn, hoặc là bạn nào đang có muốn độ chế vào những cái thiết bị điện tử hoặc là đồ gia dụng trong gia đình thì cũng có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395888345 để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn nha. Đó, thì con camera S600 này của nhà mình ấy thì pin cực kỳ là trâu. Đấy, cực kỳ là lâu. Đồng nghĩa với pin trâu thì pin phải to thì pin nó mới trâu được. Đấy, những cái dòng pin nhỏ thì nó sẽ không được lâu đâu. Đó. Thì khi các bạn mua hàng của nhà mình ấy thì nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ cho cam để các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu. Và khi các bạn nhận hàng về là nhà mình sẽ lắp đặt sẵn chiếc thẻ nhớ đó và con cam này cho các bạn để khi các bạn nhận hàng về tay là các bạn chỉ việc mở ra và sử dụng thôi. Đó, thứ hai là các bạn sẽ được free ship khi các bạn nạp hàng mua online. Đó, những cái ưu đãi thì cực kỳ là hời. Đó. Và phụ kiện đi kèm theo chiếc camera S600 này của nhà mình ấy thì đó chính là một túi cúc áo ngụy trang đó, và một cái cục sạc dự phóng sơ cua, một cái chân sạc để sạc pin con S600 này đó. Thì ở bên này các bạn sẽ để ý ở bên sườn này ấy, thì nó sẽ có một cái nút on off là nút tắt bật đó, nút on off là nút tắt bật này. Tiếp theo thì chỗ này sẽ là một cái nút để các bạn có thể reset cam, và chỗ này là các bạn sẽ sạc pin cho cái con cam này. Ở trên đây thì sẽ có một cái khay để các bạn có thể cắm thẻ nhớ vào đây để lưu trữ được dữ liệu. Đó, cái dòng camera này của nhà mình thì cực kỳ là dễ sử dụng. Đấy, ở trên con camera này thì nó chỉ có từng cái nút, từng cái chỗ để cho các bạn có thể thao tác thôi. Đó. Còn con camera này của nhà mình ấy thì dùng để lưu trữ bằng chứng này, quay lại những cái tư liệu này cực kỳ là hợp lý. Thông thường thì khách nhà mình ấy dùng những cái con camera này để mang đi ra ngoài quay bằng chứng này, hoặc những cái cuộc giao dịch thì cực kỳ là nhiều. Đấy, những cái tệp khách công an hoặc là nhà báo này, hoặc là những cái phóng viên đấy, mang ra ngoài quay thì cực kỳ là nhiều. Đó, con này thì góc quay của nhà mình sẽ là góc quay 150 độ, hình ảnh thì full 4K này, có chức năng kết nối từ xa qua 3-4G, có chức năng cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động, lưu trữ thì toàn bộ trong thẻ nhớ, thu âm hình tiếng này, đó, và kết nối được trên điện thoại. Và các bạn có thể xem được từ xa thì nó sẽ không giới hạn khoảng cách, các bạn có thể đặt ở nhà và các bạn đi ra nước ngoài thì các bạn vẫn có thể xem được. Đó, và con này thì sẽ xem trên điện thoại thì nó sẽ xem qua một cái app. Nó sẽ xem qua app như những cái dòng cam lớn ở trong nhà thôi. Đó. Và giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ bật nút on lên cho mình. Đấy, khi các bạn bật lên ấy thì bật công tắc lên thì nó sẽ hiện ra cái đèn báo. Các bạn nhìn vào khay thẻ nhớ ấy thì nó sẽ hiện ra cái đèn báo màu đỏ này. Thì các bạn nếu mà các bạn sợ cái này bị đèn báo này bị lỗi ấy, thì tí nữa mình có thể vào trong app để tắt cái đèn này đi cũng được. Đó, ta bật tùy ý nhá. Cái đèn này thì ta bật tùy ý. Đấy, khi các bạn bật lên như này rồi thì nó đã tự động quay và lưu rồi đấy ạ. Đó. Các bạn bật lên như này thì các bạn lại lấy điện thoại của mình ra này. Các bạn lấy điện thoại của mình ra nhá. Rồi các bạn ấn vào App Store cho mình. Ấn vào App Store. Các bạn ấn vào App Store hoặc là CH Play. Đấy, tùy vào dòng điện thoại mà các bạn sử dụng. Bạn nào mà sử dụng iPhone thì vào App Store, còn Vivo, Samsung, Oppo thì các bạn vào CH Play, ấn tìm kiếm cho mình cái ứng dụng có tên là Lookcam, LookCam. Đó, Lookcam các bạn tìm kiếm này. Và khi các bạn tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra một cái ứng dụng có màu xanh nước biển này, có chữ Lookcam này. Đó, ứng dụng này mới là ứng dụng của nhà mình nha. Thì các bạn ấn tải về cho mình, ở đây nhà mình đã tải về rồi. Đó, và khi các bạn ấn tải về xong, các bạn ấn tải về rồi ấy thì các bạn sẽ thoát ra cho mình này. Đấy, các bạn ấn vào phần cài đặt của điện thoại nha. Các bạn hãy ấn vào phần cài đặt của điện thoại, ấn vào phần wifi. Đấy, ấn vào phần wifi. Và các bạn sẽ nhìn thấy này, sẽ nhìn thấy có một cái tín hiệu wifi. Mặc định của nó sẽ là một chữ cái in hoa đầu tiên. Tiếp theo sẽ là một dãy chữ số và một dãy chữ cái. Các bạn ấn kết nối vào cái tín hiệu cam này cho mình. Cái tín hiệu cam này thì sẽ không có bảo mật để cho các bạn có thể kết nối được dễ dàng. Và các bạn đừng lo là nó sẽ bị lỗi, bởi vì một máy chủ các bạn đã kết nối rồi thì những cái máy khác dù có bật lên thì cũng sẽ không nhìn thấy cái tín hiệu wifi này nữa, nên là cực kỳ là bảo mật cao cho các bạn. Đó, khi các bạn ấn kết nối hoàn tất ok như thế này rồi là các bạn ấn thoát ra cho mình này, ấn vào ứng dụng là các bạn đã có thể xem được. Đó, cực kỳ là dễ dàng sử dụng, kết nối như những cái dòng cam thông thường thôi.
Đó, khi các bạn ấn vào ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy một dòng chữ tip như này thì các bạn scan cho mình. Đấy, chữ DIY online màu xanh này này. Thì các bạn ấn vào đây cho mình này. Ấn scan cho mình này. Đó. Đây. Nhà mình sẽ quay cho các bạn này. Cam của nhà mình ấy thì đang đây này, mình sẽ bảo này. Cam của nhà mình thì đang để một cái dán bảo vệ cam. Đó. Đây mình sẽ quay ngang màn hình điện thoại cho các bạn thì các bạn có thể xem được rõ hơn này. Cam này của nhà mình thì cực kỳ là mượt. Mình đang ngồi cạnh cái cửa sổ nên là hình ảnh nó hơi chói một tí. Đó là các bạn thông cảm cho mình. Đây. Cam thì cực kỳ là mượt. Đây là mình đang để cam ở đối diện ánh sáng nhá. Đối diện ánh sáng thì nó sẽ hơi chói một tí. Khi các bạn này để xuôi ánh sáng ấy. Đấy thì cam nó sẽ cực kỳ là mượt. Cực kỳ là mượt luôn. Đó, cam này như thế này là cực kỳ là mượt rồi này. Soi chữ, soi số này cực kỳ là chuẩn này. Đó, cực kỳ là chuẩn luôn. Và tiếp theo thì ở trên này này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Ở trên đây thì nó sẽ có tình trạng pin ở cái góc này này. Ở cái góc này tí nữa nó sẽ hiện ra cái tình trạng pin này. Tiếp theo thì đây sẽ là ngày giờ tháng năm này. Ngày giờ tháng năm ở đây thì nó sẽ cập nhật theo ngày giờ tháng năm quốc tế. Đấy, ngày giờ tháng năm quốc tế. Ngày giờ tháng năm quốc tế nên cực kỳ là chuẩn xác này, các bạn có thể lấy làm bằng chứng chứng cứ này. Đấy. Mình sẽ để như thế này. Đó thì ở đây sẽ nó sẽ hiển thị tình trạng pin của các bạn này. Tiếp theo thì ở đây ở dưới đây sẽ là những cái tính năng như là loa này, các bạn nghe, các bạn muốn nghe âm thanh to rõ ràng thì các bạn cứ bật mắc âm lượng của điện thoại mình lên. Các bạn lại ấn vào đây này. Đấy, các bạn ấn vào đây là các bạn đã có thể nghe được âm thanh này. Đấy, và khi các bạn đi xa này, các bạn nghe từ xa thì âm thanh nó sẽ to và rõ ràng hơn. Ở đây thì mình đang đặt hai cái thiết bị này gần nhau. Khi các bạn để test ấy, các bạn để hai cái thiết bị này gần nhau thì nó cũng sẽ như thế, nó sẽ gây nên là xung đột âm thanh. Và khi các bạn nghe từ xa, âm thanh nó sẽ to và rõ ràng hơn. Đó, ở dưới đây thì sẽ là nút ghi âm này, chụp ảnh, quay phim, đây là chỉnh sửa hình ảnh theo mong muốn này. Các bạn có thể đặt cái này thì các bạn có thể đặt ở một chỗ địa điểm nào đấy thì các bạn cảm thấy là hình ảnh không đúng thì các bạn có thể chỉnh hình ảnh ở đây. Đó, nó có để cho các bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh ở dưới đây. Đó. Và tiếp theo ở cái giữa này này. Đấy, lúc nãy bạn nào thắc mắc các bạn nào mà muốn tắt cái cam ở cái đèn bạn thông báo ở đây nhá thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt này. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ ấn vào cái đèn màu xanh này cho mình. Đấy, khi các bạn ấn vào đèn màu xanh nhá thì nó sẽ tắt luôn cái đèn báo ở đây. Đấy, nó sẽ tắt luôn cái đèn báo ở đây và nó sẽ không hiện ra nữa. Đấy, nên cực kỳ là kín đáo, các bạn có thể tắt bật tùy ý. Tắt bật đây này, đấy các bạn bật lên thì cái đèn tín hiệu nó sẽ lại bật lên này. Đó, thì các bạn có thể vào đây để tắt bật tùy ý. Ở trong đây thì có những cái chức năng cơ bản là như thế. Đấy, nó cực kỳ là dễ sử dụng. Hình ảnh thì nó cực kỳ, thì nhìn vào là các bạn đã có thể tưởng tượng ra những cái chức năng của nó rồi. Đấy, thì ở trong đây thì nó chỉ có những cái chức năng như thế thôi. Đó, và khi các bạn ấn toát ra này, các bạn muốn kết nối từ xa, các bạn muốn xem từ xa ấy, thì các bạn phải đặt đủ cho mình được hai điều kiện. Đó là đầu tiên đó là xung quanh cái con camera này của các bạn phải có wifi, phải có mạng 3G, phải có wifi nhá. Thì khi các bạn đặt đủ được cái điều kiện đấy rồi thì các bạn ấn vào phần bánh răng cài đặt này cho mình này. Ấn vào phần device setting, các bạn ấn vào phần wifi setting. Đó, một phần wifi setting thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái wifi mà ở xung quanh con camera này. Đấy, xung quanh con camera này thì các bạn chọn wifi của mình và các bạn ấn mật khẩu vào đây, các bạn ấn ok. Và thứ hai ấy, điều kiện thứ hai là khi các bạn đi xa máy, các bạn cũng phải có mạng 3G, 4G hoặc là wifi. Đấy, thì các bạn mới có thể xem được từ xa. Đấy. Nó chỉ đạt được hai cái điều kiện đấy là các bạn đã có thể kết nối từ xa, các bạn có thể xem từ xa không giới hạn khoảng cách. Đó. Và ở trong cái phần device setting này thì nó sẽ có một cái phần gọi là SD card setting. SD card setting này thì ở dưới đây nó sẽ có phần là video duration. Video duration này tức là cái thời lượng quay lưu của một cái video mà nó lưu ấy, nó sẽ lưu liên tục. Ở đây là đang mặc định là 5 phút thì nó cứ quay liên tục 5 phút một video, lại đến 5 phút một video. Đấy, ở đây thì ở đây có những cái thời gian ngắn hơn như là 3 phút này, 10 phút, 30 phút để tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn nhé. Đó, các bạn có thể ấn vào đây để tùy chỉnh. Đấy.
Thì đấy, nó cực kỳ là dễ sử dụng. Và tiếp theo thì các bạn muốn xem lại những cái hình ảnh, những cái thước phim mà nó quay, nó lưu ấy, thì các bạn ấn vào phần cloud gạch chéo SD ở dưới đây, ấn vào phần SD file trên đầu này, thì nó sẽ hiện ra toàn bộ file lưu trữ ở đây để cho các bạn có thể xem lại những cái thước phim mà nó quay lại. Đấy, là ở trong đây, sẽ ở toàn bộ trong đây là các bạn có thể xem lại ở đây. Đó, cực kỳ là dễ dàng sử dụng, ai ai cũng có thể sử dụng. Và một cái điều nữa là các bạn muốn chia sẻ, nếu các bạn nào mà có nhu cầu này, muốn chia sẻ cho người thân, bạn bè, gia đình các bạn xem cùng ấy, thì các bạn phải ấn vào phần bình danh cài đặt này, ấn vào phần device QR code thì nó sẽ hiện ra một cái mã code này. Các bạn gửi cái mã code này cho người thân, bạn bè, gia đình các bạn, quét cái mã code này thì người thân, bạn bè, gia đình các bạn mới có thể xem chung được. Đó, nó cực kỳ là có tính bảo mật cực kỳ là cao. Đó, thì cơ bản thì những cái chức năng ấy, những cái tính năng của những cái con này ấy, thì cực kỳ là dễ sử dụng thôi. Đấy, con camera to của các bạn sử dụng như nào thì những cái em này sử dụng y như thế. Đó, cực kỳ là dễ sử dụng. Đó, thì trên đây cũng là phần mà mình hướng dẫn cho các bạn này. Bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến những cái dòng camera siêu nhỏ hoặc camera ngụy trang của nhà mình thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395838345 để nhà mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn nha. Và nhận sản phẩm của nhà mình ấy thì có bảo hành 1 năm lớp 1 đổi mới và miễn phí ship cho các bạn khi các bạn ở xa. Các bạn có thể đến trực tiếp hoặc là đặt mua online. Khi các bạn đặt mua online thì các bạn sẽ không phải cọc mất một đồng phí nào cả đối với những hàng có sẵn. Còn những cái hàng mà các bạn đặt hàng theo yêu cầu và những cái thiết bị điện tử hoặc đồ gia dụng trong gia đình ấy thì các bạn phải cọc cho mình, để tránh trường hợp mà khi nhà mình gửi hàng thì các bạn không nhận hàng thì nó sẽ phải hoàn hàng về là mất tiền ship của mình này. Thứ hai là mất tiền đồ dùng công cụ của nhà mình. Đó, thì khi nhận hàng về thì các bạn được đồng kiểm với shipper này, được bóc hàng, được thử hàng, được bóc hàng, được test hàng, đấy, chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán. Trong cái trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả này, không đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Hàng bên mình thì 3 test, 3 ship cho các bạn luôn. Thì video của mình đến đây thôi, bạn nào mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình và nhớ ấn đăng ký kênh để tặng những cái yêu đã cực kỳ là hời. Đó, và các bạn có thể tham khảo ấy. Các bạn có thể vào trang của mình để tham khảo những cái mẫu camera khác trên kênh của mình. Giờ thì mình xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.